Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Định Quán, Hội Chữ thập đỏ huyện đoàn, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Ngọc Định và Đoàn thầy thuốc tình nguyện Thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí và trao tặng quà cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, người già cả neo đơn, người khuyết tật trên địa bàn xã. Tại buổi khám bệnh, gần 600 người dân và trẻ em đã được Đoàn thầy thuốc tình nguyện Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám các bệnh nội khoa, siêu âm, đo điện tim, khám nha và cấp thuốc điều trị bệnh miễn phí. Bên cạnh đó, người dân còn được đội ngũ y bác sĩ tư vấn về các biện pháp giữ gìn sức khỏe, chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý để sức khỏe mau hồi phục, hạn chế được các chứng bệnh theo mùa. Trong dịp này, đoàn cũng đã tổ chức trao tặng 250 phần quà cho các hộ nghèo, người già cả neo đơn. Tổng kinh phí của đợt công tác thiện nguyện lần này là gần 200 triệu đồng do Đoàn thầy thuốc tình nguyện Thành phố Hồ Chí Minh và các mạnh thường quân cùng chung tay thực hiện.